Xin chào bác, vậy là xe đạp California City 350 phiên bản 2024 đã về hàng và có một sự thay đổi em đánh giá cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy là về size số của xe. Gióng đứng của nó vẫn là 48 cm, là gióng đứng của size M, và gióng ngang bây giờ nó cũng làm chuẩn size M luôn, đấy là 55 cm. Ngày trước thì nó làm 58,5 cm, thực sự rất là dài. Nó là gióng dài của size L luôn. Thành ra là hầu hết các bác mua xe lỗ trước ấy thì đều phải dùng bộ nối cổ, bởi vì nó dài quá. Mà dài quá thì nó choãi, choãi thì đi lâu nó sẽ mỏi. Còn bây giờ gần như không phải độ chế gì nữa, và chuẩn size M cho trên nền bánh 700 ấy thì cho 1m65 đến 1m75 là đi chuẩn, và chiều cao đi được là từ 1m6 đến 1m8 nhá. Còn về màu sắc thì có thay đổi thành 4 màu, là màu xanh như trong video này, cũng rất là đẹp, màu đen, màu trắng và màu xám. Còn về cấu hình thì gần như không thay đổi về tí gì, chỉ thay đổi về cái sườn như em nói từ đầu thôi. Cấu hình giữ nguyên, rất là ngon trong mức tài chính trên 4 củ một tí ti nhá. Còn về quà tặng đi kèm bên em, tặng kèm là gá nước, bình nước, khóa số, và có tặng thêm một bộ lục đối quốc lấy nguyên thùng. Còn về chính sách bảo hành thì bảo hành khung sườn 5 năm, phụ tùng 1 năm, trừ xăm lốp và bê đan, và có cam kết chính hãng nhé. Hàng Cali thì bên em nhập phân phối đại lý cấp 1 của bên Cali, cực kỳ nhiều luôn, bán rất là chạy. Còn sau đây mời góp phần review đánh giá chi tiết về California City 350. Về khung sườn càng phuộc, xe sử dụng khung hợp kim nhôm có mền nhôm mới ăn vẩy nến này, rất là dễ nhận dạng. Chỗ này còn được gia cố thêm để đảm bảo độ cứng. Đề can thương hiệu là California, mã hiệu là City 350, và nước sơn tính điện thì cực kỳ mịn và đẹp luôn. Trên này nó có tem QR để tích chính hãng, và đằng trước thì có thêm một cái logo Cali làm cách điệu và có số khung đầy đủ. Xe thì được trang bị full 3 ga chắn bùn dài đến từ hãng, và chắn bùn này là bằng thép được sơn tính điện lên 3 lớp nhé. Chắn phía sau cũng full dài, dài gần như là 3/4 rồi, trừ khi các bác đi nhanh quá thì nó mới bắn thôi. Ba ga của nó là chất liệu làm bằng nhôm, bản không quá to, đúng chuẩn của City Bike luôn, và có phản quang phía sau nhé, đi đêm thì tăng tính an toàn. Còn về cái thiết kế ba ga này thì nó thẳng cái gióng này xuống này, cho nên nó chịu lực khá là tốt, rơi vào tầm 30 đến 35 cân là thoải mái luôn. Về chân chống của xe độ chân chống làm bằng nhôm, bọn em hay gọi là nhôm pha gang ấy, chỗ phía trên này rất là cứng luôn, chỗ phía dưới thì nó không cứng bằng, và nó có thể dễ dàng điều chỉnh được độ dài ngắn của chân chống. Cái này nó chỉ có một điểm yếu là quay cái đùi ra phía sau nó hay vướng như này. Các bác đi tầm 3-4 ngày quen thì các bác sẽ tự quay được cái đùi lên một tí tí, và gạt chân chống thì nó cũng quen dần thì nó cũng bình thường thôi. Và ưu điểm của chân chống này ở phía dưới khung thì thực sự rất là chắc luôn, chắc hơn chân chống phía sau nhiều. Còn về càng phuộc của xe là một càng phuộc làm bằng thép nhé, cho khả năng hấp thụ lực tốt và khả năng chịu lực cũng cực kỳ tốt luôn, và nước sơn tĩnh điện cũng đẹp đẹp như khung luôn. Đánh giá khung sườn càng phù em xe này năm nay thì thực sự rất là hoàn hảo luôn. Một thiết kế cổ điển này, cấu hình thì tốt, giá thành thì rất là phù hợp luôn. Thành ra em nghĩ là nó vẫn doanh số tốt như năm ngoái thôi. Năm ngoái con này cháy hàng một thời gian khá lâu thì bây giờ hãng nó mới sản xuất tiếp. Về bộ truyền động, xe được trang bị một đôi Mayer làm bằng nhôm trắng, được phay chin xi rất là đẹp, trông rất là sáng xe và cực kỳ bền. Chạy Bicon cũng rất là bền và dễ sửa chữa bảo dưỡng, và trục chốt mở nhanh cả trước cả sau, cực kỳ là tiện lợi. Nan là nan mạ màu trắng, chân nan cũng mạ chống rỉ luôn, và vành là vành nhôm hai lớp dày, dày khoảng tầm 3 cm. Lốp là lốp của Compact có thông số là 732C, có cái viền nâu rất là đẹp, và có thông số bơm ấy là từ 4,5 đến 6,2 cân, thường bác bơm tầm 5,5 đến 6 cân cho em nhé. Và lốp này có độ bền từ tầm 10 đến 15.000 cây là thoải mái. Sử dụng van là van xe máy, đi đâu bơm được, cực kỳ là tiện luôn. Đánh giá về bộ chuyển đồng này thực sự rất là ngon trong tầm giá hơn 4 củ. Là nhôm chạy Bicon thì rất là bền, thì độ trớn thua bạc đạn một tí đi thôi, còn độ bền thì ăn đứt nhá. Về bộ truyền động, xe được trang bị một đôi Mayer có trục cốt thép chạy Bicon, ưu điểm là bền và dễ sửa chữa bảo dưỡng, và kết hợp cái vỏ phun nhôm cứng và dày như này thì sử dụng tầm 15 đến 20.000 cây là thoải mái. Và thiết kế đôi bê đan này em đánh giá rất là đẹp nhá, thiết kế kiểu cổ điển giống như con Bozo ngày xưa. Hai bên còn thêm hai cái vệt phản quang nữa, đi đêm lại an toàn hơn. Đùi là đùi đĩa nhôm trắng của California, rất là sáng xe. Ổ trục cốt vuông bạc đạn, cực kỳ là trớn. Và gạt đĩa trước là của Shimano, mã là T300 nhé. Đây, phía sau thì có dập chìm chữ này, sản xuất tại China. Và loại này là loại thép mạ, rất là bền rồi. Nó trên cái thằng TZ500. Đùi là đùi có thông số 243442 và có chắn xích nhé, rất là sạch sẽ. Xích là xích cơ bản, bảo dưỡng tốt thì dùng được tầm 6.000 cây. Và củ đế sau cũng là Shimano Tourney T300, có dập chìm chữ phía sau và có cả mỡ xanh. Nó dập chìm ở phía sau này khá là khó quay, và các bác yên tâm thì hàng Shimano chính hãng, dùng cực kỳ bền và cực kỳ là mượt mà luôn.
Tiếp là lít vặn 8 tầng là có thông số 1332T. Còn cuối cùng là tay đề của nó, tay đề của Shimano, mã là F500 của Nhật nhé, bấm xả cực kỳ là mượt mà thôi. Hàng Shimano rất là bền và tầm giá như này thì nó cũng là giới hạn rồi. Cái này được cái thiết kế cái ngoại hình khá là đẹp, bắt mắt và nó tích hợp tay phanh và tay đề trong một. Về phanh, sẽ là trang bị cùng phanh V là phanh bóp vành nhé. Phanh này ưu điểm là rất là an toàn vì bóp nó không chết phanh như kiểu phanh đĩa và được cái là bền và rất dễ chỉnh sửa. Chỉ có lưu ý một cái duy nhất đấy là má phanh khi nào mà mò đến cái gờ chỗ này này là bắt buộc phải thay luôn. Bởi vì nếu không thay thì nó sẽ phá vành rất là nhanh. Còn thay đúng tiêu chuẩn thì cái này dùng tầm 40-50 nghìn cây là thoải mái luôn. Cái vành cũng rất là bền, các bác không phải lo là cái chuyện nhanh mòn vành đâu. Còn tay phanh nó tích hợp trong tay đề Shimano có độ rơ cực kỳ là ít luôn, bóp rất là chắc tay. Và đây là cụm phanh phía sau. Xe cổ điển này nếu lắp phanh V này là chuẩn rồi, phanh V và phanh C thôi. Còn nó không lắp phanh đĩa vì phanh đĩa nó chỉ làm tăng tính thể thao. Còn về tính cổ điển thì vẫn phải là phanh V nhá. Về hệ thống lái, xe được trang bị ghi đông làm bằng nhôm trắng, giúp rất là sáng xe và có độ rộng 62 cm. Lại có thiết kế bo cong nhẹ như này thì cảm giác lái của nó sẽ rất là thoải mái khi ghi đông thẳng nhá. Phía trước thì được trang bị một miếng phản quang này, tay nắm là tay nắm da mềm và có hai đai nhôm chống xoay hai bên, chất da cũng rất là ổn, cái này dùng cũng rất là bền rồi. Còn pô tăng của nó là nhôm trắng và chén cổ của Netco cũng là nhôm trắng luôn. Về cọc yên ngồi là một cọc yên làm bằng nhôm trắng này, rất là sáng, kéo lên kéo xuống nhiều thì nó vẫn xước nhưng mà nó sẽ đỡ lộ cái điểm xước nhé. Và khóa cọc yên là khóa bằng nhôm khá dày, mở khá là nhẹ tay luôn. Yên là yên da mềm này, khá là êm và cái đường may chỉ cũng rất là tỉ mỉ và có ránh giữa nhé. Đạp xa thì sẽ khá là thoải mái vì có ránh giữa. Cuối cùng là về khối lượng của xe, theo khối lượng chỉ có 13,2 cân bởi vì em nó gần như là full nhôm, chỉ trừ mỗi càng thép thôi. Dáng cổ điển mà lại có ba ga chắn bùn. Còn nếu nó không có ba ga chắn bùn thì thường chưa đến 12 cân luôn. Cảm ơn các bác xem hết video và chúc các bác chọn được mấy xe ưng ý.